Lý Gia Hân, hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông, cả đời mang vết nhơ tiểu tam vì hai lần phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Ở đất Hương Cảng có hai thứ không thể nghi ngờ, một là gia sản của Lý Gia Thành, hai là nhan sắc của Lý Gia Hân. Câu nói mà người Hồng Kông truyền tay nhau này đã khẳng định nhan sắc ít ai bị kịp trong suốt 40 năm của hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân. Lý Gia Hân hay còn có tên khai sinh là Michael Moniqueris, sinh năm 1970, mang cho mình hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Ít ai biết rằng mỹ nhân này đã phải trải qua một tuổi thơ cơ cực đau khổ với những trận cãi vã của cha mẹ và chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Thời thơ ấu thiếu vắng sự che chở của người cha đã buộc cô cùng mẹ và chị gái phải gồng mình kiếm tiền trang trải cuộc sống trong căn nhà dột nát. Nhờ khuôn mặt dễ thương xinh xắn, năm lên 3 tuổi, Lý Gia Hân đã sớm được phát hiện và được mời đóng một quảng cáo dành cho trẻ em. Trong suốt quãng thời gian học phổ thông, vẻ đẹp của cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất và cô nhận được không ít lời mời đóng phim. Tuy nhiên, thay vì gật đầu trước những cơ hội nổi tiếng, Lý Gia Hân từ chối tất cả để tập trung và phấn đấu trở thành tiếp viên hàng không. Cuộc đời của Lý Gia Hân chỉ thực sự bước sang ngã rẽ khi cô cùng lúc đăng quang hai cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và Hoa hậu Quốc tế Trung Hoa năm 1998. Sau cuộc thi, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thăng hoa, góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng thời bấy giờ. Tuy nhiên, hình ảnh mỹ nhân của Gia Hân bị sụp đổ hoàn toàn khi cô hai lần mang danh con giáp thứ 13 cướp chồng người khác. Trước đó, cô từng có những mối tình lãng mạn với nhà văn Nghê Chấn hay là với chính bạn diễn Lê Minh, một trong tứ đại tài tử Hồng Kông. Thế nhưng những mối tình này không kéo dài được lâu khi Lý Gia Hân bắt đầu lao vào những mối quan hệ sặc mùi tình tiền bên các đại gia giàu có. Lý Gia Hân cặp kè với tỷ phú Lưu Loan Hùng, đại gia hơn cô 20 tuổi và đã có gia đình. Trở thành bóng hồng nóng bỏng bên cạnh doanh nhân giàu có, Gia Hân được cung phụng hết mực, sở hữu xe sang, nhà khủng cùng những món đồ hiệu đắt giá. Đổi lại cuộc sống xa hoa bên người tình lắm tiền của, mỹ nhân sinh năm 1970 phải nhận về vô số lời đàm tiếu chỉ trích khinh miệt từ dư luận. Cũng từ đây, Lý Gia Hân gắn liền với danh hiệu Hồ Ly Tinh khi chính cô là nguyên nhân khiến Lưu Loan Hùng sẵn sàng từ bỏ vợ con. Chớ chưa thay, mối quan hệ chân dài đại gia này lại nhanh chóng đổ vỡ, cũng vì sự chen ngang của đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông Quan Chi Lâm. Năm 2006, hoa hậu 49 tuổi lại lao vào cuộc tình với thiếu gia Hứa Tấn Hanh, giàu có bậc nhất Hồng Kông bất chấp doanh nhân này đã có vợ. Mối quan hệ tình cảm giữa Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh lần nữa biến cô thành con giáp thứ 13, khiến gia đình của đại gia này đổ vỡ. Quyết định ly dị của Hứa Tấn Hanh với ái nữ vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân khiến dư luận xứ Cảng Thơm chỉ trích Lý Gia Hân thậm tệ. Vụ tai tiếng này khiến hình ảnh của người đẹp sinh năm 1970 vốn đã méo mó trong lòng khán giả nay lại càng bị cắt bỏ nhiều hơn. Công chúng gọi Lý Gia Hân là kẻ hám tiền, mê danh lợi, bất chấp làm dâu nhà hào môn để đổi đời mặc kệ mang tiếng xấu. Năm 2008, chuyện tình tai tiếng của Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh khép lại bằng một đám cưới xa hoa, nhưng cơn phẫn nộ của dư luận dành cho cô vẫn không nguội bớt. Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu gia tộc danh giá của Lý Gia Hân cũng không sung sướng như cô mong đợi. Không chỉ trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng vì là tiểu tam, Gia Hân còn bị gia đình chồng khinh rẻ vì không môn đăng hộ đối. Cô phải hết mực cung phụng cha mẹ chồng, tuân thủ hàng loạt quy tắc khắt khe của nhà hào môn. Cuối năm 2018, bố chồng của Lý Gia Hân qua đời, để lại khối tài sản trị giá 42 tỷ Hồng Kông, khoảng 124.000 tỷ đồng. Thời điểm công bố di chúc, không ít cư dân mạng đã tỏ vẻ hả hê khi vợ chồng của Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh không được chia thừa kế. Dẫu không được lòng gia đình chồng cũng như chịu nhiều điều tai tiếng của dư luận, đổi lại Lý Gia Hân lại được Hứa Tấn Hanh cưng chiều hết mực. Lý Gia Hân hiện tại vẫn khiến nhiều người ghen tị bởi cuộc sống giàu sang hạnh phúc, bất chấp quá khứ hồ ly tinh một thời của cô.